hôm nay chẳng có ai vậy. Con đúng rồi, chẳng có con Gabi luôn. Những kiện ngày hôm nay chúng ta nên phá làng đi. Đúng rồi, quậy đi. Quậy đi, quậy thay nha. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà không mình tổng thống thôi mà. Trời ơi, mình tổng thống hả? Tổng thống sợ hả? Sợ hả? Bây giờ á, bên kia là đại chiến hất, đang đại chiến hất kia á. Cho nên là tụi mình á, nhân tiện là gọi là phá làng chơi. Không thôi là mấy người kia về là không có phá được, hiểu không? Thời cơ chỉ đến một lần thôi, hiểu chưa? Bây giờ chúng ta qua nhà thằng to gà đi, rồi kiếm cách sau. Bây giờ qua nhà nó rồi nghĩ cách phá thằng Nga cái coi. Bữa giờ cái nó rồi. Đi ơi. Lên. Tôi giờ sáng sớm có chuyện gì ồn ào vậy? Ê, tranh thủ mấy hất kia đang trị thương á. Mình qua mình cho anh Nga đi. Ừ, đúng rồi. Có ai là làm trưởng làng mà có sức mạnh đó đó. Hợp lý. Qua cho liền, Đi luôn. Nhanh. Go. Hello. Konnichiwa. Chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hia đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Và trước khi bắt đầu video, các bạn nhớ đừng quên để lại cho tôi một nút like, share để ủng hộ video cho tôi và đừng quên đăng ký để ủng hộ thêm cho tôi nghe. Được rồi. Ủa này gì mà tụi nó tập hợp nhà mình đông dữ vậy? Ai kêu vậy? Ai kêu vậy? Làm gì mà sáng sớm tụi mày? Mày thằng gốm nè, sao tụi mày đâu đây? Tụi ơi. Thả ra. Ê, mấy thằng này, đứng lại. Rồi. Chó ơi, đứng lại mày, thằng kia. Cũng bây giờ đó. Mày làm gì được tao? Mày làm gì? Mày. Mày. Bây giờ mày muốn cái gì? Muốn cái gì? Tao chói mày lại cái gì? Chói mày lại làm gì? Mày chạy nó đi thằng ranh con. Ê, thôi ơi. Đi ơi. Mấy con nàng. Ôi trời ơi, bực bội thiệt chứ cái tơ nhỏ này. Mày. Trời ơi, tại vì mấy cái tơ nhỏ này bây giờ mình không thấy được tụi nó chạy đâu mất tiêu luôn rồi. Bực bội thiệt chứ. Nếu mà nó dám chơi mình như vậy thì chỉ còn cách mình phải nhờ người xử tụi nó thôi. Mày khốn nạn, nó dám lợi dụng, bảo đảm 100% nó lợi dụng trong cái ngày mà hớt ghi đại chiến ghi vừa xong là tụi nó cho mình liền các bạn. Tại vì sao? Bởi vì ngay cái khúc này á là những hớt ghi đó là đang bị trọng thương, đang dưỡng thương nữa mấy bạn. Nhưng mà tụi nó đã sai lầm. Tụi nó đã sai lầm bởi vì sao? Bởi vì tụi nó không biết được là có nhiều bản kết hợp mới lắm. Nhiều bản kết hợp mới như vậy sẽ đâm ra là sẽ có nhiều hớt ghi mới sẽ xuất hiện đó mà. Đây, để tôi coi. Nhiều bản kết hợp mới có nghĩa là nhiều hình dạng hớt ghi mới sẽ xuất hiện ra đó mấy bạn. Thì lần trước á, mình đã có quay một lần là tổng thống hớt ghi tối thượng rồi đúng không? Vì ngày hôm nay mình sẽ quay video tổng thống hất ghi đấu sĩ Hoàng Kim. Hoàng Kim thì các bạn biết là nhà của ai rồi chứ gì. Được rồi, bây giờ thì mình nhanh chân đi tìm bốn người họ để có thể kết hợp lại thành hất ghi đấu sĩ Hoàng Kim thôi nào. Bây giờ thì đeo theo chân mình thôi nào các bạn. Let's go. Hey. Đi thôi. Tèo. Hey, tới nhà của ông Foggy rồi mấy bạn ơi. Để đi vào trong kiếm gia đình của Foggy thử coi. Để coi có ở đây không đó mà. Đâu rồi ta. Nếu mà không có là mình chắc là phải đi vô bên trong nhà luôn đó mấy bạn à. Hey, Foggy. Không thấy ở đâu hết trời. Ơi, mình mới thấy cái cửa nó đóng lại đúng không ta? Rõ ràng là nó đóng cửa lại đúng không ta? Đâu, để mình cho coi, các bạn coi lại nha. Đó, vậy là rõ ràng là đóng cửa lại rồi mấy bạn à. Vậy là một chắc 100% chỉ có thể là có người ở trong đó. Cái cửa nó mới đóng lại tức thì luôn. Thôi được rồi, mình sẽ vào nhà của ông Foggy. Hôm nay không biết đại gia đình này có tiệc gì dữ người ta. Hôm nay thấy diện bạc châu báu xe cộ rồi ghê người ta. Thôi để mình vào trong coi thử coi nhà của ông Foggy có cái gì đây. Có được nhà bên trong rồi bạn ơi, để coi. Hotsy đang làm gì này vậy? Vậy là có mọi người trong nhà thiệt rồi. Mấy cái ngọc này đẹp thiệt chứ. Ăn trộm. Ôi, ăn trộm. Mày là con. Ôi, là ăn trộm gì? Tôi nói ông ăn trộm á. Qua đây nhìn ngọc gì để cha. Này nhà tao mà tao ăn trộm gì mày? Ừ quên, nhà này ông Foggy, ông là con ổng mà. Bị khùng rồi. Ôi mày qua đây chi vậy? Trời ơi, lâu quá không gặp, qua hỏi thăm không được hay sao? Được cũng được thôi, nhưng mà mọi người đã ở trong nhà đó, tao đang xem ngọc xíu. Trời ơi, xem ngọc. Trời, có con gì kim cương luôn ghê hả? Thú cưng mới hả trời? Đó, cái người con bé đó. Quay, ông Foggy, ông đang làm gì vậy? Ôi trời, nó trọc coi nè. Đánh gấu anh hả?
chút. Ồ oh, đúng quay, rồi. Quay 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 quay. Tôi nói nè, nếu mà ông chơi đánh gôn như này thì ông phải mua chiếc G63 thì nó mới hợp. G63 hả? Đúng oh. rồi. Trời ơi, dạo này là có nhiều hot girl sẽ đi theo ông lắm. Ờ. Ở chừng mẹ ta game bây giờ. À quên. Nói riêng mà kia ta chứ. Mình nói sao đúng không? Đừng mình nói sao đúng không? Ok. Ôi Mocky. What's up? Sao dạo này gia đình đông vui dữ ta? Thì đông vui chứ. Rồi gia đình mà sao mẹ? Rồi con đói bụng quá mẹ ơi. Trời ơi mẹ, ông bây giờ đang làm đồ ăn mà, đợi xíu có gì đâu mà hối dữ vậy. Trời đói quá à. Lâu quá con gặp cô Julie, hello. Ok. Ấy, nhưng mà ngày hôm nay con đến đây có một công chuyện muốn nhờ gia đình mình đây. Hôm bữa là con giúp mọi người rồi, rồi bây giờ tới mọi người phải giúp lại con đi chứ, đúng không? Lẽ đương nhiên rồi, nhóc giúp chúng ta hàng gắn là gia đình thì không lý do nào mà chúng ta không nên giúp con ở trường á. Đúng. Ông biết rồi. Tôi mà qua đây là chỉ có nhờ mọi người giúp tôi là làm gì thôi. Cái gì đó? Không lẽ là gì? Làm tổng thống à? Làm tổng thống à? Đúng rồi đó, làm tổng thống bởi vì làng tôi dạo này nó quậy quá mà không có gương mặt mới, Huggy mới nào á. Bữa giờ là cắm đầu vô đại chiến Huggy không à, không có tìm được Huggy nào mới hết, nên á làm tụi làng tôi bây giờ nó gọi là nó quậy từ lưa hết rồi. Nên bây giờ tôi phải đi tìm những người Huggy nào mà gọi là hình dạng mà biến hình kết hợp đồ á, thì tôi đi đem qua cho tụi nó lé con mắt tụi nó sợ chơi. Ôi liệu giống muốn tụi ta kết hợp thành hiệp sĩ hoàng kim á, đấu sĩ hả? Nhớ đấu sĩ gì mà đấu sĩ hoàng kim gì đó, đấu sĩ mà gì? Ôi nghĩ sao sĩ là được, nghĩ sao sĩ là được hả? Nha sĩ hoàng kim được không? Chắc cũng được á, tao muốn chồng mấy cái răng vàng. Ơi chồng mấy răng vàng thì nói ba ông kìa, ba ông có vàng biết bao nhiêu, thích thì chồng cho 1 chục cái cũng được. Mình gửi đau lắm vậy con. Ok vậy thôi, vậy nói chung là biến thành hình dạng kết hợp rồi sẽ qua làng của nhóc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi vậy được. Vậy bây giờ kêu cô Julie đi, chúng ta gọi là biến hình kết hợp thành Huggy đấu sĩ hoàng kim, rồi đi qua bên nhà con đi. Tại vì sao? Bởi vì con đang muốn tìm Huggy đấu sĩ hoàng kim để cho tụi nó biết tài đó mợ. Được thôi. Được. Cô Julie ra đây chú Huggy. Cô Julie ơi, ra giúp con ơi, cô Julie ơi, cô Julie. Nấu ăn quá vậy mẹ, ra đây mẹ ơi. Mẹ ơi, giờ chúng ta đi phụ với anh nè. Yeah, đúng rồi, rồi. Mọi người hãy kết hợp đi nào. Rồi, cho nên chúng ta biết được là vòng tròn nào rồi, chuẩn bị ra. Kết hợp. Kết hợp. Ôi giời ơi, mà bự quá, đứng ở đây giờ sao đi ra được đây? Ôi, to cho tao quá đi. Ôi trời ơi. Ôi okay. bự quá vậy. Kia bự rồi, hình dạng này nó rất là mạnh chứ, với lại nó bự đi nó trâu bò chứ chứ. Ôi, lần trước á tôi nhớ là đứng ở ngoài kia thì thấy nó nhỏ lắm nha, nhưng mà đi vô trong đây nhìn nó kiểu nó bự quá trời luôn các bạn ơi. Nhà này không được thiết kế. Tao để tôi đo thử coi. Ui giời ơi, tôi đo thử coi. Trời ơi, tôi chắc mới bằng cái bàn tay ổng thôi à các bạn ơi. Ôi, nhưng mà lần trước tôi không có review kỹ gọi là Huggy đấu sĩ hoàng kim này, cho tôi hỏi thử mấy cái viên đá trên người ông là gì á Foggy? Đó là những thứ mà viên ngọc nhóc đấy lúc mà ta chiến đấu không, ta phải quăng ra rất nhiều thứ. Mà viên ngọc này là viên ngọc gì á? Viên ngọc này á, viên ngọc màu tím này gọi là viên ngọc gì? Đây gọi là viên ngọc rất là nhiều luôn á bạn ơi. Nè bên kia là ruby nè, màu đỏ là ruby tôi biết nè. Rồi này giống như Thanos quá vậy, lấy mấy viên đá này có búng lại có búng tay cái gì không cho tôi thấy giống như Thanos vậy, lấy mấy viên đá đó. Trời ơi, ra mà búng được, ra búng cái con Kitty đó cho rồi ông ơi, nói chung không được đâu. Thôi nhưng mà tôi thấy mạnh lắm á nha, vip lắm á nha. Ui, nhưng mà đóng đá này là tốn biết bao nhiêu tiền vậy? Đã phải đá thiệt không hay đá giả vậy? Trời ơi, ô lẽ ta giàu em ta mua đá giả làm cái gì chứ? Ừ ha, giàu vậy mà sao? Ủa vậy đá này bao nhiêu tiền vậy? Để ra coi nào, theo tính toán của ta chắc nó đáng giá là mấy chục ngàn tỷ đô nhờ. Trăm tỷ. Hàng trăm tỷ luôn rồi chứ. Vậy trời, nghe có nổ quá không vậy ta? Mà thôi, trời cái viên đá lớn như thế này mà nó chắc cũng mắc đó bạn. Tại vì coi các bạn coi đi, nó bự bằng cái đầu mình luôn mà. Thôi được rồi, bây giờ thì let's go thôi. Ok, let's go. Ông cố gắng chui ra. Chọn quá, đúng rồi, chết là chọn quá. Tại sao chú dựa? Thôi dựa hay là ông bay trên nóc luôn đi. Sợ phá nhà tao quá. Phá nhà luôn đi, giờ thì xây lại không? Trời ơi, khó chịu. Đúng nha, hồi nãy là mình đừng có kết hợp, mình đi ra ngoài mình kết hợp á ba. Nó hợp lý hơn. Chính xác không á? Trong nay giờ sao đi ra đây nè? Phải phá nhà đi ra thôi. Rồi, cố gắng nha.
Phá chưa? Phá đi. Phá. Để cố gắng phá mà không ra được nè. Nổ này nó không có. Trời ơi, để tôi giúp cho, để tôi giúp cho. Phải lên đi. Ôi trời ơi, ơi. Banh bà nữa cái nhà luôn rồi. To quá cũng là vấn đề, các bạn thấy chưa? Thôi, bây giờ mình đi ra bằng cửa chính thôi các bạn ơi. Let's go. Thì thôi, vô cánh cổng. Đâu rồi, Foggy ơi. Ồ, đây rồi, trời ơi, bay lẹ vậy nè. Đúng là hồi nãy giúp ổng bay khỏi cái này. Nhanh thiệt chứ, ông Foggy. Foggy đấu sĩ hoàng kim, bây giờ chúng ta đi thôi. Ok, thôi. Đi thôi nào. Tôi định nói á, tôi biết tôi định kêu ổng không. Tôi kêu định kêu ông mấy Foggy khác á là phải mặc bộ đồ tổng thống vô. Nhưng mà bây giờ nhìn ông à, ông mặc nguyên bộ giáp kim cương thế này, nó còn ngầu hơn cả tổng thống nữa. Tôi cần gì kêu bộ giáp tổng thống nữa trời. Chính xác á, với lại nó cũng gấp nào mà to bằng ta ổ lộng cán bộ tổng thống nào to bằng ta rồi hơi khó. Bây giờ kiếm bộ giáp nào tổng thống nào mà nó bự bằng thức ghi này cũng hơi mệt đó các bạn hả. Thôi nên vậy tạm thời cứ cho ổng mặc cái bộ giáp kim cương đính hột xoàn của ổng đi các bạn ơi. Thôi đi. Nhưng mà okay. ông đã có kinh nghiệm rồi đúng không? Bốn người này là người nào cũng làm tổng thống cái làng mình hết rồi mấy bạn ơi, chắc là họ có kinh nghiệm hết rồi đúng không? Chính xác, ở chung ăn đâu rồi, ta xử phạt nó hết. Đúng. Hức ghi này có kinh nghiệm hết rồi mấy bạn à. Nên vì thế, cái việc mà tụi nó quậy á, là tụi nó thấy bà nó ngày hôm nay với tôi. Rồi, tụi nó sẽ như thế nào khi mà thấy một con hức ghi nó bự tò bố như thế này. Chắc tụi nó quéo cò luôn đó mọi người ơi. Thôi nhanh lên. Từng có tổng thống nào to bằng ta đúng không? Đó. Hức ghi tối thượng đó. Hức ghi tối thượng là hơi bị to, nó còn mạnh nữa, mạnh hơn ông nhiều. Nhưng mà kỳ này là tôi để cho mọi người nghỉ ngơi rồi, nên tôi đi qua báo ông trước thôi. Được, không sao hết. Ai, là tới cái làng cuối nào? Lên, theo tôi. Đây, thấy chưa? Đây. Tới làng của tôi rồi. Ê, bây giờ ông tạm thời, ông bự quá, ông kiếm chỗ nào ông trốn được không? Ông đứng qua đây thôi, chứ ông bự bằng cái căn gọi là đồn cảnh sát của tôi luôn rồi đó. Ông rồi, ông núp sau đây đi, Rồi đứng đây nha, đứng nghe phó gửi tôi sẽ đi xuống dưới để kiếm mấy tụi nó cái đã. Mày cút đột rồi. Quay, mấy nhóc ác. Đâu rồi? Ở đây. Trời ơi, giờ tức kìa. Ủa cái gì vậy? Nó bị điên rồi. Trời ơi, mày mấy thằng mất dạy. Ôi trời, nó là sao đi, tao không có tụng cái gì rồi. Mày cho dữ quá, khùng hả mày? Cười điên, cười khùng hả mày? Trời ơi, đang xì lì tôi luôn rồi. Mệt cho mày quá, nhưng mà ngày hôm nay. Đó, chọi tới, chọi được, chọi đi. Mày nè. Nói nhẹ. Sao đó mình chọi người ta? Thằng mất dạy này. Bây giờ tụi bây giờ tụi mày cười cho đã vô đi. Sao bây giờ? Tính ra nãy giờ mày cười, tao có cười đâu. Mày. Nhưng mà bây giờ tụi mày vui đi. Bởi vì sao? Một giây nữa thôi là tụi mày không còn vui được đâu. Không dở vậy đó. Bởi vì sao? Tao đã tìm được một hất ghi mới đã đến đây rồi. Tụi mày sẽ hốt hoảng với lại hình dạng đó nha. Hất ghi bận đánh nhau hết rồi. Làm gì tụi mày có bao giờ nghe hất ghi đấu sĩ hoàng kim chưa? Bữa mới kể được rồi. Tao nghĩ là tụi mày đã đọc cái cuốn sách mà tao ghi về đại chiến hất ghi rồi đúng không? Tôi biết tụi mày cũng biết sơ sơ cái gì. Được rồi, hãy xuất hiện đi. Hất ghi đấu sĩ hoàng kim gia đình Phong ghi đó. Trời ơi, nhỏ xíu rồi thấy không? Tới thì kìa. Ông ơi, cái gì mà không giúp nữa? Tao bằng cái bằng chân ổng luôn mày ơi. Mày bằng cái móng chân ổng á. Trời ơi. Rồi mấy đứa này nó làm cho cậu ơi, nó khoái thế. Nó không có làm gì đâu, ông coi cái nhà tôi đi kìa. Ôi trời ơi, sao phá nguyên gần căn nhà luôn rồi. Đó, kìa, ông thấy cái khói đen không, nó chọi nữa nè, đó. Ai chọi gì nó rồi. Đó, kìa. Không, chạy, chạy. Đúng rồi, cho tao. Chạy, khóa vàng đó. Nó chạy kìa đó, bây giờ mày chạy đi. Dùng cách tay chuẩn bị hóa kim cương. Hóa kim cương. Ồ, cả đám
tụi nó bị biến thành kim cương hết luôn rồi kìa. Dám chạy hả? Thôi đấu sĩ hoàng kim. Để tôi nhân tiện tụi nó bị biến thành kim cương đúng không? Tôi sẽ gọi là chặn đường tụi nó lại, đừng cho tụi nó chạy nữa. Mày chạy đường nào con? Ok. Đó, hiểu không? Hiểu ý tôi không? Không hiểu ý tôi ở gì? Đó. Bây giờ để tôi coi. Để tôi coi tụi nó đi đường nào. Hóa giải đi. Rồi, hóa giải, hóa kim cương. Mày chạy đi con. Đào xuống dưới đi anh em ơi. Đào xuống, đúng rồi, đào xuống. Nó đào kìa. Mà sao giờ nó xuống dưới luôn rồi ông ơi. Trời ơi, vậy phải làm cái lớp ở dưới nữa. Này nó láo được chứ. Mấy này nó trốn mà đủ vượt ngục nè mấy bạn ơi, vượt ngục. Thôi kệ đi. Bây giờ mình chơi cách khác, mình sẽ thả zombie vô ông Foggy à. Hợp lý không? Rồi thả zombie vô đi. Ê, hóa giải. Tụi mày bị đập quá trời. Vượt ngục đây. Ôi quá trời zombie luôn các bạn ơi. Rồi tụi nó đi hết rồi. Nó ngậm củ tỏi luôn rồi. Nó ngậm củ đẻo luôn rồi. Nó vẫn còn quăng kìa. Nó ở đâu vậy? Ai da. Mày. Thằng này nó không sợ. Ta đã bị hóa kim cương biết bao nhiêu lần mà nó không sợ kìa. Thằng này phải dạy nó bài học kiểu gì đây cho nó biết mới được. Bài học hả? Cho nó bài học. Ôi, gì đây? Bắt nó lại luôn. Nó đâu rồi? Bò như con sâu vậy á. Đâu, nó bò kìa. Hóa kim cương luôn nè. Chạy đi con, nó chạy kìa. Tôi dám cho tôi mù. Bên đây to nè ông nội. Bị kẹt rồi nha con. Bên đây rộng lắm nè. Wow, kim cương. Mày. Ủa nó đâu vậy? Lúc già bắt con gà. Ở đâu bay lên nóc nhà luôn hả? Ghê vậy ta. Từ từ để tôi dính nó qua kia cho. Trời ơi, nó còn chọi ra được. Đây, để qua đây chung nè. Rồi. Cung nào bắt bắn kìa. Ở đâu? Thằng nào bắn cung đây nè. Thằng này láo. Được. Hóa gì? Ủa sao thấy tôi vậy? Hóa kim cương. Rồi, tôi dính nó qua kia luôn. Ốc xác luôn. Là mày. Đây, bốn xác. Thu thập tượng nha trời. Thu thập tượng thiệt luôn à. Đâu còn gì nữa không? Nguyễn kia rồi, còn hàng đỏ, hàng đầu đỏ. Ở đâu, đầu đỏ nó bị, ở đây, đầu xanh nè, đầu xanh nè. Chụp nó, mày. Đây mày hả con, qua đây chung với mấy thằng bạn mày luôn đi mày. Đẩy qua. Được rồi, bây giờ mấy thằng này nằm đây hết rồi. Ê, tôi nghĩ là bây giờ mình tôi có cách này hay nè. Cách gì thế? Này bảo đảm 100% nó sẽ không bao giờ vượt ngục được, ông hiểu không? Ồ, thú vị. Được rồi. Bây giờ đem tụi nó lên. Lên đây nhóc, này nè đây. Trời ơi, nặng dữ trời. Rồi. Trời ơi, cái gì mà tối thui nó vậy? Mày sớm đói nè, một thằng xuống ra, hai thằng cốc độc. Hai thằng ở dưới thôi. Rồi, còn hai thằng ở dưới này nữa. Bây giờ lên đây mày. Dịch, nó lại chống đói nữa nè. Mày này láo thì chứ, nó chống đói tôi quá vậy. Đây, tổng thống hi ha và đấu sĩ hoàng kim mà tụi mày dám vậy hả mày? Rồi xuống mày còn con nữa. Rồi, hóa giải ơi, cẩn thận con kìa nó bay xuống nha. Hóa giải. Mày
Mày còn sống à? Chạy chạy. Bây giờ ông dùng những cái viên đá của ông cởi banh nhà đó lại cho tôi đi. Tôi cay cú quá. Lần trước là coi nè, coi nè, hồi nãy nó mới khóa banh nhà tôi luôn. Để là sử dụng những viên ngọc quý đá quý của ta thử coi. Đúng rồi, cho tụi nó chọi lỗ đầu tụi nó luôn đi. Rồi, gan nhau đầu tiên đây, nhà màu xanh này ho. Đúng rồi, nhà màu xanh ở đây chơi đó. Ôi, cái gì nói vậy? Nhà hết rồi. Nhà của ta mới hết nè. Ôi, hộp xoay kim cương ba trời luôn. Ôi trời ơi. Qua đây, 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 qua đây. Nhà màu đỏ nè, nhà màu đỏ nè, nhà màu đỏ nè, nhà màu đỏ nè. Mưa đá quý đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Quân cục đá quý bự giờ giờ lọt xuống nổ cánh đồng luôn. Đây đây, chưa 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 đây 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 đây. Còn căn màu vàng nè, căn màu vàng nè 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 nè. Đừng có bãi vậy. Ôi trời ơi. Bãi bãi luôn. Chỉ cần có hai viên đá quý siêu to khổng lồ thôi là nhà thằng tổ nó mất tiêu rồi. Đồ độc ác, đồ xấu xa. Đây 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 đây, căn bên đây chỉ cần một viên thôi là mất tiêu luôn nè. Cái con gà này nè. Cho nó bay mà. Con gà của tôi đó là con gà thôi mà. Ôi ơi. Đúng rồi, đúng rồi, con gà này nữa nè, con gà này nữa nè. Giờ sao rồi? Bài bài trả lời. Ôi ơi. Con này con này con này con này, cho nó không còn mảnh giáp nào luôn đi. Ôi giời. Ông kiếm bên này kìa. Thiệt sự. Nhà màu xanh nước biển bên này là của Huy Lấp nè. Đừng có tạo mày. Làm gì ông ngu gì đó. Nó còn vũ ông nữa kìa. Nó còn vũ ông nữa kìa. Ôi ôi ôi. Ê ê ê. Dạ thằng Dạ anh vũ á. Kim cương vô nhà người. Kim cương. Ôi trời ơi. Trời ơi ông này ghê tụi mày ơi. Chạy đi. Ông này ghê. Ông này ghê à. Ông này ghê à. Biến nha tụi mày. Cẩn thận tao đó. Nhưng mà ngôi nhà rồi, tôi bây giờ à. Nó banh hết rồi. Đâu sĩ Hoàng Kim ơi. Không sao, để ta hóa kim cương con nhà này cho. Ha. Ủa. Nhưng mà ôi rồi. Rồi nhưng mà mấy phần bị thiếu thì người khác xây lại rồi. Phá kim hóa kim cương ngôi nhà tôi. Giờ nhà tôi là nhìn dạo hiện đó. Nhưng mà giờ nhưng mà nó bị bể mà. Nó bị bể. Gán xây lại mấy phần thiếu rồi. Trời đất ơi. Là trời. Trời ơi tức quá. Bây giờ banh luôn ngôi nhà của mình rồi vậy ơi. Trời đất mẹ.